Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Merida Fit, dòng xe đạp khung nhôm được sử dụng bộ cấu hình rất là cao cấp của dòng Shimano là dòng Tiagra với 10 lít và 2 đĩa cho 20 tốc độ khác nhau, vành nhôm cao bảng và toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Sử dụng hết toàn bộ đồ từ bộ chuyển động. Bộ chuyển động, đặt đĩa để đạp để đùi. Rồi cặp phanh ba mảnh với tay nắp. Full hết một set group của Tiagra. Cấu hình cực kỳ là cao cấp. Trong cái tầm giá đang bán chỉ là 11 triệu rưỡi. Đổi được một chiếc xe, đổi lại được một chiếc xe. Rất là ngon trong tầm giá. Merida Oil Fit khung nhôm nước sơn nguyên bản. Do là xe bãi và nhập khẩu về nên là xuất hiện những cái vết xước. Những cái vết xước nhỏ xước răm không thể tránh khỏi. Là tổng thể từ màu sơn rồi các thứ xích líp của chuyển động còn rất là tốt. Máy ơ được dùng bạc đạn các bác nhé. Sử dụng máy ơ bạc đạn đi vòng. Vành nhôm cao bản. Tôi thấy nắp kèo vào ra 10 speed tương ứng 10 lít này, double đứng 2 đĩa cho 20 tốc độ khác nhau. Mấy đứa trước cũng bị vòng bạc đạn luôn các bạn. Và em sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Đây là Tia ra rất là ngon. Chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ còn là 11.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.